Hello Manet, chào các bác nha. Hôm nay ta Manet mới kịp làm video cho cả nhà. Hôm nay là Manet sẽ đi câu cá mọi người và mấy anh em nữa. Và mấy em gái của Manet từ Sài Gòn về mọi người nghỉ lễ. Manet xin chúc toàn thể các bác cô chú anh chị của mình một ngày lễ rất là vui vẻ nhá. Hiện tại thì ở đây đang mưa lắm cả nhà ơi. Thì hôm nay mấy anh em Manet sẽ đi câu cá làm cái trại ở trong rừng này. Trú mưa mọi người. Chú ẩn trong rừng và thử thách câu cá sẽ được anh chị nào sẽ được nhiều cá nhất. Bây giờ thì chưa gì đã mưa rồi này. Thi đấu ai sẽ được nhiều cá, người đó sẽ là thành tích. Cái đó nhưng mà chỗ đó là nước mạnh quá em ạ. Thôi. Cái thuốc. Hả? Thuốc người ta kiếm hả? Đây cây thuốc cũng biết đột biến à. Đây này, hai cây lên này, đây một cây này. Đúng, cây thuốc biết đột biến luôn cả nhà ơi. đây là cây thuốc, đây là mấy chị em phụ nữ này. Thôi câu đi tiếp thôi. Đây là rừng bát ngát thôi mọi người. Đây là xong cả nhà, trong sập rốc măng này to đùng đùng luôn, măng lấy ở xe tới nữa. Đây mưa nữa tầm tá luôn, có cái đường mòn này anh chị em họ đi hái măng này, đang mưa tầm tá luôn. Kiếm bãi nào anh em mình tập trung ở mà dễ, nhưng mà cá nó thích ở chỗ mát mát thôi, chỗ mà thoáng ánh nắng quá thì nó lại không thích mấy. Bây giờ thì mọi người theo chân anh em Manet lại kiếm chỗ câu cá nhé. Đây mọi người, mấy anh em Manet đã đi tới đoạn này. Đó, đây là suối nhỏ này, và đây là suối bự khá là to luôn, nước sông San Pop. Đây là mưa tầm tá, chắc là anh em mình làm đây luôn nhỉ. Đó là câu của người ta đấy. Rồi lấy sắt đây, nhưng mà nước này nó lại đẩy sang đây này, đẩy sang suối này. Làm đây luôn nhỉ? Làm luôn ở kia luôn. Nhưng mà ném xa thì không sợ á, cái rễ cây gì chủ chả chứ gì, bó môi chứ mà vứt luôn. Nước sâu lắm. Ôi, sâu như này được này, sâu. Được à, ok hả? Hả? Cái cầu đó đi hả? Cầu này người ta làm này, ta làm để đi này. Đó. Cái cầu đó là như khỉ luôn, bay bay đạp đạp. Bây giờ thì anh em mình sẽ làm cái trại luôn cả nhà. Làm lán đã.
bây giờ thì sửa cây cầu thôi cả nhà, để cầu cá. À, mong rằng hôm nay anh em Manet sẽ trúng bánh. Mọi người không phải trúng bánh lớn nhé. Đơn giản như thế. Thế thôi cưng à. Đấy, nhóm đi cầu hôm nay không biết có được cá hay không. Được người là được. Cá không được thì chúng ta phải cho được. Đây là mồi. Không phải được một con. Mồi này bỏ mắm muối nữa, ăn ngon lắm. Nấu thêm măng có sẵn ở đây. Bây giờ cái tam mét sẽ ra cần. Cần cao huyền thoại nha cả nhà nha. Cần 3 mét. Cần này không phải 3 mét mà là 5 mét. Để xin ba che. Làm từ cây trúc tự nhiên. Đàn hồi đẳng cấp. Đấy. Bao phê luôn. Cá nào mà ăn thì mê tới già luôn nhá. Cá nào mà ăn thì có lên nồi mê tới già. Bây giờ thì sẽ bốc cái mồi gọi là cá này là cá đâm. Cá đâm này. Hình như là nát bét luôn cá đâm này. Nó không quấn được rồi. Đây mọi người, anh em Manet đã đi chuyến khu vực mới. Và đoạn này đảo rất là đẹp luôn. Bãi này cho cả nhà cùng ngắm này. Đây. Thế nào rồi, ok không em? Đây mọi người. Đây là khung cảnh. Lên nóc luôn em ơi. Lên đó ôm kiến vàng luôn. Lên cây để câu cá luôn cả nhà ơi. À, chắc là anh em cũng câu cá hay sao, họ làm sẵn cái cây đó để ngồi mà câu luôn á. Bây giờ thì tiếp tục lên chỗ đoạn Manet. Hồi nãy thì Manet có được một con cá lăng, gọi là cá lăng nồi. Đó, đây. Đã đi tới đoạn này. Đấy, và được một con cá lăng nồi này. Anh em Manet đã buộc dây rồi. Cái này là bãi này, này các chị em này ngồi câu cá này, về hái rau má, về cho má nấu canh chua. Chú chả lát nữa mình lấy kiến luôn em ơi, nấu canh chua với cá lăng. Hiện tại là đang có một con cá lăng nồi rồi, tiếp tục săn mấy con nữa là được. Đấy, đây là khung cảnh anh em đang câu cá này, bao đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, ở trên nóc kia thì càng đúng bài hơn nữa. Đỉnh của các chóp, đỉnh của các đỉnh luôn mọi người ạ. Chô chà. Đấy, cái đó là cây si. Cây Manet đang leo này cũng quên tên rồi, cũng không biết tên rõ ràng. Cây này là cây lộc vừng. Và cô em đang leo bên kia cũng cây lộc vừng các nhà. Đây mọi người, mới chào mọi người nha. Xong bao la luôn, bắt ngát bài bán ngàn. Trời ơi, ở đây thì tắm suối, tắm nước quá tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ xem cái thành quả câu cá sẽ được như thế nào rồi cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhá. Cả nhà mình xem này, cây này khá quá đẹp luôn, quá vip luôn mọi người ơi. Cho cả nhà mình nhá. Được đá không? Ngắm như thế này quá là đá luôn cả nhà. Wow. Em này tầm 3 cặp đá nhá cả nhà mình nhá. Chuẩn hàng đẹp nhá. Wow.
quá là phê luôn. Khi gặp vật cây như thế này trong hành trình này, là bên kia là cũng có một cây nhá, vừa đang khai thác nhá cả nhà mình, kia đó. Cây đó cũng khá là vip nhưng mà không bằng cây này đâu cả nhà ơi, quá đá luôn, đá đẹp siêu phẩm nhá, siêu đẹp, siêu vip. Bảo đảm là anh em nào mà thích chơi lan là đảm bảo là mê luôn cây này, quá là đá luôn. Và bây giờ mình sẽ khai thác nhé mọi người nhé, và sẽ tắt video này, chuẩn bị khai thác. Do là mình cầm điện thoại quay nên là không có máy quay, không máy quay thì quá là đá luôn, quay cho anh em lúc mình khai thác nhé mọi người. Cầm điện thoại này sợ nó rớt đấy cả nhà mình ơi, đá chưa. Và bây giờ mình sẽ khai thác nhé mọi người nhé. Đây nha cả nhà nhé, em vừa khai thác xuống rồi nha mọi người nhé. Quá là đá luôn, quá là đẹp luôn. Mặc dù nó là ba cặp lá thân dừa đàng hoàng nha mọi người nhé. Hồi xưa là chắc nó là cũng mẹ bóng con cả nhà ơi. Giờ cái mẹ rồi còn con. Cái mẹ nó lại một con cả nhà. Đủ, đá chưa cả nhà ơi. Hàng vip đỉnh luôn à. Cái này quá đá rồi mọi người nhé. Buộc chỗ này nè, buộc chắc chỗ này. Ui, tin nó lại tuột đây. Là mất giá đấy. Cái này nguyên bản đẹp lắm cả nhà mình ơi. Đá chưa cả nhà ngắm đó mọi người. Ai mà sở hữu em này là quá là phê luôn, đỉnh rồi. Đây sẽ cho cameraman quay em nha mọi người. Đây vừa mới cái thác nha mọi người, đỉnh chưa, quá đá luôn. Buộc lại chặt ăn đó. Cái này là quá vip rồi đối với tụi em nhé. Còn mà ai mà đi săn lan mà báo không vip nữa em chả biết sao á. Cái này là thần dừa quá đá mọi người. Hello Manet, chào tất cả các bác cô chú anh chị của mình đam mê lan rừng tổ quốc nha. Hôm nay thì Manet có những mặt hàng này, ví dụ là cái này là lan tai thỏ và cái bộ rêu rất đẹp, và cái này là cái lan cúc áo này, và có lan lạ và kiếm bà hỷ và trường sơn tai thỏ, bích ngọc, nhất điểm hồng, trứng bướm, sóc vip, và có cả đột biến nữa nha, đột biến bảo hỷ này, đột biến cầm cù này đó, và có đại châu bản lan ngắn xếp đều được gân vàng chanh rất là đẹp vip, và có một cái linh xuân một mẹ một con, quyết tím đó, cầm cù và quyết tím rất là nhiều cây mà có 250. Đó, rất là nhiều luôn nha. Các bác nhìn cả đống thế này là biết là nó nhiều khủng khiếp cỡ nào nhá. Nó có 250 thôi. Và có cái tím vip vip lá ngắn rồi, gọi là lá ngắn rụt to to nha. Đấy. Thì bây giờ thì Manet có hai đơn linh xuân thôi, ba đơn chứ. Đó, hôm nay thì có như vậy, và mật ong rừng. Đó. Và đây là cái đột biến đột quỵ này, đó. Đấy. Đó, cái này là cái đột biến đột quỵ hết nha. Nói chung là Manet sẽ quay sơ lần nữa thì cô bác nào lấy thì Manet sẽ quay chi tiết hơn nhé. Đó, nó viền lá cái này, và đây mật ong này. Đó, rất là đẹp luôn nha, mật ong nguyên chất nha. Đó, bây giờ thì Manet sẽ lên đơn hình đầu tiên, hình số 1 là 100k thôi cho cái này. Về các bác treo chơi thế này cho Manet luôn, là các bác có nhạn hay linh xuân hay cây gì các bác có thể đặt dây trên này. Nói chung là cây này thì bao đủ lụa nó để cây lan ăn nhé. Và làm cái lỗ khoan hoặc là buộc cây dây đó là treo thòng lọng thế này chơi nhé. Đó, đúng bà luôn nha các bác. Đấy. Hình số 1 này. Và hình số 2 là trứng bướm. 100k luôn, 3 khúc. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Đó, một cây này khúc thứ hai. Khúc thứ hai là 1, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 5 cây này. Khúc thứ ba này. 1 này. 2 này. Đó, 100k này, và hình số 4, hình số 3. Hình số 3 này 100k luôn, 100k có cây lan họ hàng của cây sóc một cây này. Cây này là cây đột biến đột quỵ này, kẻ này. Đó. Hai này, cây lan ruồi nhá. Đây cũng họ hàng sóc này. Đó, cây này cũng y như đột biến đột quỵ nhưng thôi kệ nó nhá.
cá thế này, chùm thế này luôn, một mẹ ba con, ba này và bảo hí này, kiếm này, một bụi kiếm này và bảo hí này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, đó cái đơn này và hình số 4 là 150k cho nhất điểm hồng, một bụi này, hai bụi này, ba bụi này, đó, bụi này bụi to nhất 4 bụi này, đấy 50k. Và hình số 5 thì hai loại 100k, Trường Sơn và Tai Thỏ, một bụi Tai Thỏ này, có một bụi thì rất là đẹp viên đó này, không biết là đột biến đột quỵ nhưng thôi kệ nhá. Đó, hai này, đó, ba này, cái này là Trường Sơn này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, có lá rất đẹp Trường Sơn này, tám này, chín này, mười này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 đó tổng thể. Rồi hình số 6 là bích ngọc 100k cho một cây rời này, hai cây rời này. Đó, 3 cây nguyên bản này, 4 cây nguyên bản này rất đẹp nhá, 5 cây nguyên bản này, 6 cây to nguyên bản rất đẹp luôn nha. Cái này thân dừa này, đá luôn này. Thế này, đù. Đó. Và hình số 7 là 200k cho trứng bướm hết luôn nhá. 200k hình số 7, một cây cả quế tím này. Đó, 2 này, 3 này. Đó, mà nó sẽ đếm con 4 này. Đó, đang cho hoa này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 này, 20 này, 21 này, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 cây này. Đó, hình số 7. Hình số 8 là sóc VIP. 350k cho sóc VIP này. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11, 12 cây. Đó, cho sóc VIP này. Có 350k này, xếp rút luôn, đúng bài luôn. Hình số 8 là hình số 9 là 200k, rất nhiều cái sóc nhá. Rất là nhiều cái sóc. Một cây này. Hai này. Ba này. Bốn này, cái này thì hai đột này, bản lá này. Chất lượng luôn, năm này. Sáu này. Đó. Và hình số 8 rồi, hình số cái đó hình là hình số 9 chứ. Đúng rồi, hình số 9. Và hình số 10 là 450 cho cây Linh Xuân một mẹ một con. Cây mẹ 1 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lá. 9 lá. Đấy. Cây khá là lực luôn nha. Đây, đang cho con. Và chưa cho hoa năm nào. Cây thân tròn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cổ tròn, cây cổ tròn. Đó, đúng bài luôn. 450 thôi cho cây này. Và hình số 11, quế tím. 250 cho quế tím. To to hết nha. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 1 lá này, 7 này, 8 này. Đó, đúng bài luôn này. Đó, và hình số 12 là 250 cho cái tím luôn. 1 cây này, 2 này, đó, 3 này, thân dừa cực kỳ luôn này. 4 này, 5 này, 6, khúc 6 là 2 cây này. Đó, và hình số 12 này, hình số 13 cầm cù lá mít 100k cho một khúc này. Đó, một khúc này, hai khúc này, bản lá mít xếp đẹp luôn này, ba khúc này, đó, đã chưa bản lá này, 4 khúc này. Đấy, và hình số 15, 14 nó là hình số 13 này, 14 này, quế tím 250 cho hàng là nhiều hơn nhá. Đó, 1 cây này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 2 đột này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này. Đó, cho hình số 14. Hình số 15 là quế tím VIP này, 250 này.
một cây này. Đó, từ lá chân luôn nhá. Đó. Một cây này. Hai cây này, đó bản lá rụt luôn này, như bài luôn nha. Ba cây này, đó đã chưa này, đó. Ba cây này. Hình số 16, hình số 16 là cầm cô 100k này. Cho một cây này, bụi thế này, cái này là cầm cô lá trái tim. Đó, một này. Hai này, đã chưa này, đó. Ba này. Lá to cứng cáp luôn này. Và hình số 17 cũng 100k cho cầm cô thân dừa. Đấy, một bụi này, thân dừa này. Đó, hai bụi này. Đấy. Ba bụi này. Để thân dừa hết nhá. Bốn bụi này. Đó. Năm bụi này. Sáu bụi này. Đấy. Và hình số 18. 100k luôn cho cầm cô. Cầm cô lá mít nó thon gọn hơn nhá. Nó thon gọn rất là đẹp luôn. Lá trực tim chứ. Một này. Hai này. Đó. Ba này. Đó thon gọn. Đó. Ba khúc. Và hình quyết tín hình 19. Thì hình quyết tín 19 thì mà nó sẽ quay một người sơ sơ thôi nhá. Chưa cái rời này chưa đếm rồi nhá. Cái rời này cả đóng thế này nữa nhá. Đó cả rời cái đóng thế này. Bây giờ thì nó sẽ cho mọi ngắm rồi mà nó sẽ đếm cây luôn nhá. Đây. Tổng thể nhá. Đó, rất là nhiều cây nha. Bây giờ thì mình sẽ đếm luôn nhá, đếm khúc nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33 mà đếm khúc thôi nhá, không đếm đọt luôn nhá. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Đó, cho là 50 nhá. Nguyên bản là cho 50 cái rời này nữa. Cái rời nó cũng rơi vào tầm 20 cây đến 30 cây nhá. Và hình số 20 là sóc. 250k cho sóc rất là nhiều cả rời của nguyên bản nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Cái này thì cả cái lan đuôi đũa, à, không nhớ nhầm các bác nhá. 7, 8, 8 khúc này đúng rồi, 8. 8 cái lan tai thỏ này, đó rất đẹp luôn nha. 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, rồi này, 18 này, 19 này, 20, 21 này, đó. Tổng thể như vậy. Còn hình 21 là hình đá châu. Đá châu cả rời cả nguyên bản nha, 300k cho một cây. Đó. 2 3 4 5 6. Đó, lá to tròn rất đẹp luôn. 7 8 đúng bài luôn này. 9 cái này thì viền thì tím hết, không biết bị gì thôi, nhưng mà đường gân thì rất là sáng lạ nha, bản lá vàng đẹp, đường gân sáng rất là đẹp luôn cái này. Đó, quá tuyệt vời luôn. Mấy cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, cái này thì lắc lẻ thế này nhá. 10 này, 11 này, và cây này nữa, cái rời to chưa cho hoa. Đấy, tổng thể. Và cây VIP, cây Linh Xuân VIP cuối cùng là 950 cho cây bản lá gọi vừa ngắn vừa dày vừa xếp đẹp. Đó, gọi là Mitsubishi đó, mà chỉ có 950. Các bác cứ nghĩ được cây này rất là chất lượng nha, đúng bài luôn, phê luôn. Đó, bản lá này mở này, càng mở càng to nhá. 950 này em này. Đó, và em được biết là cuội thì mọi người chơi thì mật ong thì xài thì mọi người alo Manet nhá. Cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị của mình đã ủng hộ Manet. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người tiếp theo nhá.